Tuy vậy, tôn giả Gotama lại nói như sau: Này Bà La Môn, tôi cũng cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ, ta ăn. Rồi Bà La Môn Cá Xí Pha Rát Qua Chá nói với Đức Thế Tôn kệ ngôn: Người nói là nông phu, tôi không thấy người cày, nếu thật là nông phu, trả lời sao biết được? Thế Tôn: Niềm tin là hạt giống, tự chế chính là mưa, trí tuệ lưỡi cày, lòng tàm là cắn cày, tâm ý là dây cột, chánh niệm là lưỡi cày, cũng là gậy điều khiển, thân khẩu được hộ trì, tiết độ trong ẩm thực, nhổ cỏ bằng lễ thật, tịch nhiên là thác tháo ách, tinh tấn là lực kéo, đưa ta đến giải thoát, hành trình không ngừng nghỉ, đến cảnh giới vô sầu, với cày ruộng như vậy, quá bất tử thu hoạch, làm xong việc cày bừa, chấm dứt tất cả khổ. Tôn giả Gotama hãy thọ dụng, người thật là một nông gia. Tôn giả Gotama cày bừa, sự cày bừa đưa đến quả bất tử. Thế Tôn: Ta không thọ tế phẩm, hỡi phạm chí ấy là nguyên tắc bậc kiến giả, không thọ dụng tế phẩm là thường pháp chư Phật. Này hỡi Bà La Môn, hãy cúng thực phẩm khác, bậc kiến giả thắng giả, bậc đoạn lậu bất hối, ruộng phước cho người trồng. Được nghe vậy, Bà La Môn Cá Xí Pha Rát Qua Chá bạch Đức Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, diệu pháp được tôn giả Gotama hiện bày, như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị nghe chín che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tăm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, con xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khưu Tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Thích nghĩa: Theo sớ giải thì sở dĩ ông Bà La Môn này tên Cá Xí vì là một người cày chuyên nghiệp. Sớ giải mô tả buổi lễ này có tên là Văn Xú Quốc Bá. Lễ hạ điền là lễ mở đầu mùa lúa trước khi cày cấy. Một trong những điểm quan trọng nhất của buổi lễ là lễ trao thực phẩm Pari Que Sana vào những đĩa bằng bạc do những người cày ruộng cầm trên tay, xem là sự cầu nguyện mưa thuận gió hòa, thu hoạch khả quan. Theo sớ giải thì Bà La Môn Cá Xí Phá Rát Qua Chá vốn nặng về trí tuệ, lại thiếu đức tin nên hay lý sự. Do vậy Đức Phật khởi đầu huấn thị bằng câu: Đức tin là hạt giống. Theo sớ giải thì Tát Tá tự chế và Ban Nha trí tuệ trong bài kinh này được hiểu là chỉ Xá Má Thá và Quán Vipassana, thuật ngữ Sorat Cá thường dịch là nghiêm tịnh, nhưng theo sớ giải thì ở đây phải hiểu nghĩa như câu Sundare Nippane Ra Tát Ta, tìm thấy được hạnh phúc ở Niết Bàn. Sorat Cá được kết cấu bởi xú cộng rá tá, ở đây dịch theo nghĩa là tịch nhiên, chỉ cho cứu cách giải thoát giác ngộ hoàn toàn, do tỳ kheo Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kinh kệ thỉnh pháp sư. Hàng thiện tín mải mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan,
ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm lắng tâm thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Giác Đặng thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin cảm ơn cô Quyền Xuân. Trên thiên tập thì Quyền đang bận việc. Nhưng mà khi nãy thấy có Hòa Thượng Từ Siêu vào trong lúc đọc bài đó. Không biết Hòa Thượng Từ Siêu có điều gì để dạy trước khi đi vào trong bài học thì xin thỉnh Hòa Thượng. Vì lẽ ra thì trước khi đọc bài học, thỉnh Hòa Thượng dẫn nhập. Không biết Hòa Thượng Từ Siêu có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là Hòa Thượng Từ Siêu không có ở trước máy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một bài kinh. Và có lẽ là vị nào mà thỉnh thoảng thường nghe Chư Tăng Thuyết Pháp thì bài kinh này là bài kinh được đề cập đến tương đối nhiều. Và chúng tôi nhớ là khi còn nhỏ, mới vào trong chùa đó, thì sư trưởng có viết một cái bài pháp đăng trong cái quyển Pháp Âm, gọi là Cách Làm Ruộng Của Đức Phật. Hồi nhỏ chúng tôi mới vào thì đây là một trong những bài kinh đầu tiên được học, rất là thú vị khi mà thấy đề cập đến cách làm việc của cách làm ruộng của Đức Phật. Thưa quý vị, một lần nữa thì chúng ta lại có được cái hình ảnh đầy bi mật của một vị chánh đẳng chánh giác, là một buổi sáng Đức Thế Tôn ngày đi khất thực, tức là đi hóa duyên. Đi khất thực của Đức Phật có hai mục đích. Một là có thực phẩm đồ nhật, tức là thực phẩm dùng trong ngày. Nếu không có ai mời tỉnh cái tật, là tình mình mời tỉnh đề cơ, chứ vẫn phải chỉ đang đến việc cúng dường. Và điều thứ hai là đúng với nghĩa gọi là hóa duyên. Chỉ đang ngày nay đi khất thực thì tạo điều kiện cho Phật tử như mình để mà tiếp độ người khác thì ít. Đức Phật thì có rất nhiều trường hợp. Cái việc mà ngài đi khất thực là một trường hợp, là những trường hợp hóa duyên, tức là tìm cái tạo cái cơ hội để hóa độ chúng sinh. Và trong câu chuyện này là một ở trong những cái ví dụ như vậy. Bây giờ ở tại xứ Ma Cà Thá, tức là xứ Ma Kiệt Đà, tại núi Nam Sơn, Achyutanagiri, có một cái làng Bà La Môn tên là Ekalana. Thì trong Bà La Môn này có một vị Bà La Môn gọi là rất là thạo cái việc mà cày bừa, đồng thời cũng là một vị mà chuyên về cái tế tự. Thì thứ vị người Bà La Môn, nếu ngày hôm nay mà quý vị sang Ấn Độ hoặc là sang Thái Lan ấy, thì người ta hay có một cái buổi lễ đầu mùa lúa, chúng ta gọi là lễ Hạ Điền. Khi còn ở Thái Lan có một vài lần được xem TV là trong lễ Hạ Điền như vậy thì Đức vua Phumifol, thứ là vua Thái Lan đó, tự thân xuống để cày cái lúa cày đầu tiên. Và cái nghi thức cày đó để được xem như là thể hiện cái
lòng tôn kính đối với chư thiên để cầu cho mưa thuận gió hòa và một cái mùa vụ được trúng mùa, có những cái thu hoạch lớn. Đó là một cái thứ gì? Nếu chúng ta hiểu được cái thời tiết của xứ Đông Nam Á và Ấn Độ đó, có cái hiện tượng chúng ta gọi là monsoon. Monsoon tức là hiện tượng mưa vào độ mùa hạn. Mùa hè thì mưa rất là nhiều, mây từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đó, tạo thành mùa 3 tháng mùa mưa, bị rằm tháng 6 tới tháng 9 là cái mùa chưa tăng ăn cư kể cả. Thì khởi đầu cái mùa ăn cư đó, khởi đầu mùa mưa, vậy là người có cái lễ, người lễ hạ điền. Ở trong lễ hạ điền này họ làm cái nghi thức để cầu cho mưa vui thuận gió hòa và mùa màng được tươi tốt. Lễ hạ điền này vốn là bắt buộc từ Ấn Độ, vừa là cầu mưa, tức là ở Việt Nam chúng ta gọi là cầu đạo, mà vừa lại cầu thần, gọi là thần nông, tức là cái vị thần hộ trì cho cái ngành nông nghiệp được tốt. Nghi thức thường làm với sự bắt đầu là một cái người có cái địa vị cao trọng sẽ từ thân xuống ruộng đi chân không, dù là vua hay là dù có bị bà là muốn thế để và cài cái nón cài đầu tiên để gọi là lấy cái ơn, lấy cái phước. Và đồng thời trong cái lễ hạ điền này người ta có nghi thức rất là đặc biệt, có đề cập đến trong bài kinh này đó, đó là những người mà chuyên về cày ruộng á, họ đem đến buổi lễ những cái lưỡi cày, đi với cán cày và đi với cái ách. Vì đó ở miền quê mình biết rằng khi con bò kéo cày trên bờ hay là con câu trâu kéo cày thì cái cày đó nó có một cái ba cái phần, thứ ba đó là một, đó là cái lưỡi cày rồi cái cán cày. Cán cày đó nó lại gắn liền trong cái ách, trồng lên cái cổ của hai con trâu hay con bò. Thì thứ gì người ta tập trung 500 cái lưỡi cày như vậy, tức là có lẽ là tất cả những nhà nông ở trong làng nhập lại. Và trong nghi thức này thì cái vị mà chủ tế, vị chủ tế là vị chủ lễ, trong trường hợp này vị chủ lễ là Bà La Môn, ca sĩ Phara Đoa Chán là vị chủ lễ đó. Sau khi mà cài cái nút cài đầu tiên thì sẽ bưng một cái mâm rất là lớn, ở trong mâm đó đựng cơm đề hồ, và cơm đề hồ đó đã vắt sẵn những cái bát nhỏ, và cái phần cơm đề hồ này sẽ đặt vào trong những cái đĩa bằng bạc, mà đĩa bằng bạc này đó là do những người cài. Người cài ở đây tức là mình nói là người cài tức là người chuyên người cài, nhưng mà cũng gọi là những vị nông gia, tức là chuyên về lập nông cho trồng trọt đó. Những người này đến cầm cái đĩa bạc như vậy, và vị Bà La Môn chủ tế sẽ đặt những cái nấm cơm địa hồ này vào trong cái đĩa bạc đó. Giống như một cách là một cái điều may mắn, điều may mắn cho tất cả mọi người. Thì thứ gì trong cái phần nghi thức mà đặt cơm vào trong cái đĩa bạc của tất cả những cái nông phu có mặt hôm đó, thì lúc cái chuyện đó sắp xảy ra đó thì Đức Thế Tôn phải đi tới, và ngài đứng một cách im lặng, im lặng. Thì nhìn cái sự im lặng bên ngoài bát của Đức Phật đó, thì Bà La Môn Phara Đoa Chán mới nói một câu, và trong cái câu đó có vẻ như lý sự, cho hay không thì chưa biết, nhưng lý sự. Bà La Môn mới nói rằng tôi gieo mạ rồi tôi ăn, tức là cày xong rồi nó trồng lúa, trồng lúa thì ăn, thì vì sao môn cũng nên cày, nên trồng lúa rồi ăn. Đó là cái cách nói của vị Bà La Môn Phara Đoa Chán. Thấy Đức Thế Tôn đi cẩn thận thì Đức Thế Tôn ngài trả lời, ngài nói rằng ta cũng cày cũng như mạ,
Và sau khi Yama A Tăng thì thưa quý vị, vị Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn hơi cất thực nói một câu giống giống như có tất cả thuyết pháp, nhưng mà khi nghe Đức Phật ngài trả lời rằng ngài cũng cài cũng như bạn mà cũng ăn ấy, thì vị này cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng tìm cách bắt bẻ lại, thì nói rằng nếu mà ngài có cài có giao mạng ta ăn ấy, thì chỉ cho tôi những cái nông cụ đó là cài đâu, ắt đâu, bò đâu, hẳn vân vân. Rồi để điều khiển bò đâu. Và cái câu khích bác của Bà La Môn Phara Chát đã tạo nên một cái duyên, một cái cơ duyên để Đức Thế Tôn này nói về cách làm ruộng của Ngài. Và dĩ nhiên đây là cách nói phí phong. Chúng ta đọc trong bài kinh này, thưa quý vị, chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy như vậy là niềm tin là hạt giống, tự chế chính là mưa, trí tuệ ắt lưỡi cài, lòng tham là cán cài, tâm ý là dây cột, chánh niệm là lưỡi cài, cũng là cái điều khiển. Thân khẩu được hộ trì tiết độ trong ẩm thực, nhổ cỏ bằng lẽ thật, thịt nhiên là tháo ạch, thịt nhiên là tháo ạch, tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát, hành trình không ngừng nghỉ đến cảnh giới vô song. Với cài ruộng như vậy, quả bất tử thu hoạch, làm xong việc cài bừa, chấm dứt tất cả khổ. Đó là câu trả lời của Đức Phật. Và chưa đi vào trong cái ý nghĩa của bài kệ này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng đó là cách nói ví von của Đức Phật là ngài làm ruộng, có nghĩa là có ngài vốn đã có những cái nỗ lực trên phương diện tinh thần cùng với những cái yếu tố cần thiết để đạt đến cái đích điểm quả vị giác ngộ giải thoát, và cái đó là sự thu hoạch. Và ăn ở đây tức là sự hưởng dụng hạnh phúc giải thoát niết bàn. Thưa vị, thì khi vị Bà La Môn nghe nói như vậy đó, thì vị này nhận ra rằng Đức Thế Tôn ngài đã nói lên là đời sống sa môn không phải là đời sống biếng nhác không chịu làm chỉ đi xin ăn, mà trái lại đời sống sa môn là đời sống tích cực để đạt đến những giá trị cao cả về tinh thần. Nhưng vị này hoan hỷ, và hoan hỷ với câu trả lời của Phật, nên vị này nói rằng: Tôn giả Gautama hãy thọ dục, người thật là một nông gia. Người nông gia tức là hồi nãy thì ông nói rằng bản thân của ông là có cày, có gieo mạ, có ăn, thì Đức Phật cũng nên như vậy. Nhưng khi Đức Phật ngài trả lời là ngài cũng cày, cũng gieo mạ, cũng được ăn, thì ông mới chất vấn là những cái nông cụ của Đức Phật đâu. Và khi Đức Phật trả lời như vậy thì ông nói là ngài là một nông gia đích thực, tức là một người có làm có ăn cái đích thực. Tôn giả Gautama cài bừa, sự cài bừa đưa đến quả vị bất tỉnh, tức là ông cũng thấy rằng Đức Phật ngài cũng có ra sức để canh tác, và khi ngài canh tác rồi ngài cũng đạt những thành quả. Nhưng mà câu nói đó nó cũng đồng nghĩa với một cái lời quan hệ đi cúng dường, nhưng mà Đức Phật lại không có thọ nhận, vì chúng ta biết rằng cái thực phẩm mà ông đang cầm trên tay, thực phẩm ngày hôm đó là dùng cho cái nghi thức cúng tế. Nghi thức cúng tế, cái việc mà thực phẩm phân phát cho các cái nông gia mà cày đó, nó là một phần của nghi thức cúng tế. Mỗi vị được một bát cơm đề hồ để trên cái đĩa. Đức Phật ngài không có thọ những điều đó. Và sau khi nghe Đức Phật dạy như vậy thì ông mới bạch rằng: Thật vi diệu thay tôn giả Gautama, thật vi diệu thay tôn giả Gautama, diệu pháp được tôn giả Gautama hiển bày, nhưng người dựng đứng như gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn vào chỗ tăm tối cho những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gautama, con xin nương tựa pháp, con xin nương tựa tăng. Mong tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung trọn đời quy ngưỡng. Và với cái lời tán thán và cầu xin được nương tựa Phật pháp tăng này, Bà La Môn Phara-dhyana chính thức trở thành một đệ tử cư sĩ
đại gia của Đức Phật. Bây giờ thì thưa vị, chúng ta bước qua phần ý nghĩa của bài kinh nghị hôm nay. Trước khi chúng ta đi vào ý nghĩa của kinh này thì xin nhắc lại một điều là rất là thường có ở trong những bản kinh mà chúng ta đọc từ trong Tam Tạng, là Đức Phật sử dụng những hình ảnh minh họa, và những hình ảnh này vô cùng gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên khi mà chúng tôi nói với quý Phật tử ở trong lớp học này thì chúng tôi tin là chỉ có một số ít là người đông và biết cái việc cài cấy. Riêng có thể là phần đông đó, thì quý vị có những cái nghiệp nghề nghiệp khác như là buôn bán, làm công chức, dạy học, vân vân. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế chứ, thì hình ảnh của một người chăn bò rất là quen thuộc. Do vậy Đức Phật này có dạy những cái pháp làm cho tăng già hưng thịnh như là hình ảnh của một người chăn bò. Ở thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có những người chuyên về dạy ngựa, thì Đức Phật thì dùng cái công việc dạy ngựa để người giảng pháp. Thời Đức Phật còn tại thế, cái nghề nông hay là một xã hội nông nghiệp đó, là một cái hình thức kinh tế mà phổ cập căn bản của xã hội Ấn. Đa số những nền văn minh nhân loại đó phần lớn là bắt nguồn từ dọc theo hai bên bờ sông, ví dụ sông Hoàng Hà là nơi sản sinh ra nền văn minh của Trung Quốc, sông Lưỡng Hà là nơi sản sinh ra nền văn minh của Trung Á, và cái nền văn minh Brahmaputra của sông Indus, sông Ganga là nơi sản sinh ra cái nền văn minh của Ấn Độ. Thì thưa quý vị, dọc theo những dòng sông này, những nền văn minh và được hình thành đó là những nền, những xã hội nông nghiệp. Do vậy trong cái thời xưa đó, ở cái vương quốc nào, quốc độ nào, ở vùng đất nào mà người ta mà mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ thì ở chỗ đó hưng thịnh. Ngày hôm nay chúng ta sang Bihar thì vẫn còn đó những cánh đồng bất tận, vẫn còn đó là cái ngành nông nghiệp được phát triển mạnh, nhưng mà Bihar lại là thành phố nghèo, nghèo so với những cái tiểu bang khác, ví dụ như Bangalore hay Punjab, những nơi phát triển. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những người tại Bihar họ không có đủ thức ăn, nông nghiệp vẫn mang lại cho họ thức ăn nhiều, nhưng mà không đủ mang lại cho họ sự giàu có, giống như là ở Bangalore chẳng hạn, nơi mà cái kỹ nghệ về điện toán phát triển rất là mạnh. Chúng ta trở lại với cái xã hội nông nghiệp. Xã hội nông nghiệp là xã hội quen thuộc. Và ở tại đây thì hình ảnh của một cái người làm nông, làm nông, theo vị Bà La Môn này, thì ông chất vấn Đức Phật khi Đức Phật ngài dạy rằng ngài cũng cày bừa, rồi ngài cũng gieo mạ, rồi ngài cũng ăn, tức là ngài cũng thọ hưởng cái thu hoạch từ mùa màng mà mình đã làm. Thì ông hỏi rằng Đức Phật nói như vậy nhưng mà bằng chứng đâu? Ngài nếu ngài nói ngài có canh tác, ngài có làm nông thì những nông cụ ở đâu? Và Đức Phật ngài nhân cái câu hỏi và có tính cách là chất vấn, nhưng câu hỏi có tính cách bài bản của ông Bà La Môn Kassipa-ra-doa-cha, thì ngài lại dùng cái đó để mà nói về cái hành trình giác ngộ giải thoát. Đức tin là hạt giống, đó là câu đầu tiên ở trong bài kệ mà Đức Phật dạy. Theo sau sớ giải đó, thì Đức Phật này khởi đầu bằng câu này, bởi vì này xét rằng, xét thấy cho ông Bà La Môn Kassipa-ra-doa-cha là một người rất nghiêng nặng về trí tuệ, nhờ cho ông lý sự rất nhiều, nhưng mà rất kém về cái niềm tin, kể cả cái niềm tin và tôn giáo. Ông đang làm việc đế định là chuyện của niềm tin, nhưng mà ông vẫn dùng lý lẽ mà rất là duy vật, tức là tay làm thì hàm nhai, có làm thì có ăn, đó là một lý lẽ rất là duy vật, và như như là ông không có quan trọng đến những việc khác. Do đó cái Phật này khởi đầu bằng một cái lời nói nó đối trị lại, thay vì đối với tuệ, thì Đức Phật này dạy về cái đức tin.
Đức tin được ví dụ là hạt giống. Mặc dù đức tin không phải là tất cả, mặc dù đức tin không phải là cái điểm cuối cùng mà chúng ta đạt đến, nhưng mà chính cái niềm tin chân chánh thì để dẫn đến cái sự tu tập chân chánh. Và niềm tin tốt đẹp dẫn đến sự tu tập tốt đẹp. Niềm tin ở điều hay lẽ phải thì nó sẽ dẫn đến sự thâm nhập đến điều hay lẽ phải. Chúng ta thấy như vậy là một cái hạt giống tốt nó không có nghĩa là bảo đảm hoàn toàn là cây tốt, nhưng mà hầu hết những cây tốt về sau này nó tự khởi đầu từ hạt giống rất là tốt. Chúng tôi ở miền quê thì chúng tôi biết rằng những người trồng trọt á, dù là làm vườn hay làm rẫy, thì cái việc mà lựa giống, dù là hạt thóc giống trồng lúa hay là trồng bắp, thậm chí mà trồng khoai mì, trồng mía. Khoai mì và trồng mía thì họ không dùng hạt giống, nhưng mà họ dùng cái, như trong trường hợp cái mía, cái khoai mì họ dùng gọi là cái hôm. Hôm là H-O-M, và cái hôm, hôm là ví dụ cái cây mì chặt từ khúc, nghiêm xuống. Hay là cái mía thì họ dùng cái đọt để họ chặt ra rồi họ họ bùi xuống. Thì cái hôm mía, hôm mì hay là cái hạt giống nó rất cần cái lựa chọn những thứ mà mạnh mà tốt. Cái hạt giống mà yếu thì nó một cây không có tốt, mặc dù nó là phôi thai, nhưng sự bắt đầu đó nó đã có mang nhiều cái yếu tố quyết định về sau này. Ngay cả con người cũng vậy, khi mà thọ thai, cái phôi thai đầu tiên tuy là nó chỉ là phôi thai thôi, nhưng mà trong đó nó chứa được cái nhiễm thể XY, nó chứa được những đặc tính di truyền, đặc tính của nghiệp báo, nó sẽ sống thắng pháp. Thì ngay từ cái sinh nghiệp thì nó đã có nhiều cái quyết định tính để rồi dẫn đến trì nghiệp, thì cái hạt giống rất là quan trọng. Về điều này đó, thì có nhiều người không có tin lắm. Dạ, đi chùa nặng về vấn đề lý sự, đi chùa nặng về vấn đề hình thức, nhưng mà nếu cái niềm tin của mình được chân chánh, niềm tin của mình được tốt, được mạnh, được rõ, thì thưa quý vị, những cái làm theo sau cái niềm tin đó nó luôn luôn là tốt đẹp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có những lần đi với quý Phật tử đi hành hương sang Ấn Độ, và chúng tôi cũng có nhắc lại cái Phật ngôn, câu Phật ngôn ở trong kinh Trường Bộ, kinh Mahaparinibbana, Đức Phật có dạy rằng sau khi mà Như Lai viên tịch rồi, có những người nào với cái tâm trong sạch, với lòng tịnh tính đi về chiêm bái các cái thánh tích như là nơi Như Lai đản sanh thành đạo chứng pháp luân viên tịch niết bàn rồi, thì người đó sẽ được nhiều cái lợi lạc, đặc biệt là thân ngoại bằng chúng sanh về thiên giới. Thì thưa quý vị, chúng tôi có nhắc quý Phật tử là cái việc mà đi về hành hương chiêm bái đó có thể tạo nên một vốn liếng quan trọng ở trong cuộc đời của mình. Dạ, bởi vì sao? Chúng ta có cái đức tin với Phật, bây giờ lại về những nơi Phật tích quan trọng, những thánh tích này có thể là những cái hạt giống rất là gieo trong tâm tư của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta gặp tai nạn, hay là mỗi lần chúng ta trải qua những khó khăn, hoặc trong những phút lâm chung nhớ rằng mình đã từng đi hành hương chi bái như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy như vậy là những Phật tử nào đi trước phái đoàn và khi được nghe chúng tôi nói điều đó, thì những người này đặc biệt là do cái niềm tin đó, họ đến những nơi thật chất, họ thường lắng nghe thật kỹ cái lời hướng dẫn. Và mỗi Phật tích như vậy đó có những chi tiết, ví dụ như nơi Đức Thế Tôn thành đạo thì đây là cõi Bồ Đề, kia là nơi Đức Thế Tôn được ở tuần lễ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Và mỗi một lời mình nhắc cũng như là những giờ phút vào bên trong lễ đại thọ Bồ Đề đó, thì những người này đó luôn luôn tìm cách để lễ bái, để cúng dường hoa quả và để tu tập. Có những người thì chúng tôi thấy rằng sau khi mà hướng dẫn một lần nữa thì họ cố gắng tranh thủ có thời gian rảnh trở lại thánh địa để mua hoa, mua bông đêm đến cúng dường, rồi mua đèn đến cúng dường vào buổi tối.
Có những người sau khi chúng tôi hướng dẫn thì họ thay vì đi theo mấy đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi, họ xin phép ở lại để ngồi thiền ở gần cội cây Bồ Đề, hay là trước những cái di tích quan trọng. Với tất cả những cái nghĩa cử đó, tất cả những thể hiện đó, nó là cái dấu hiệu của niềm tin, của đức tin trong sạch. Trong cuộc đời này chúng ta có cái niềm tin, ai tin vào điều thiện thì người đó sẽ đến gần điều thiện, thâm nhập điều thiện. Ai tin vào cái giá trị của thiện thì người đó sẽ bớt đi ác. Quý vị thấy một điểm như vậy là bình thường chúng ta cũng nói là mình đi chùa, mình cũng nói là người Phật tử, nhưng mà trong lúc hữu sự thật thì cái niềm tin của chúng ta gửi vào đâu? Chúng ta gửi vào cái binh khí của miệng lưỡi, chúng ta tin vào sức mạnh bá đạo, chúng ta tin vào cái năng lực của ác pháp, mà chúng ta không tin vào cái giá trị của thiện. Ví dụ như có những việc tranh chấp cãi vã, hay vì đem ra bêu xấu, hay vì đem ra để nói nặng nói nhẹ, đôi thù chú quán, thì nếu chúng ta có niềm tin thì trong lúc đó là lúc mà chúng ta khẳng định niềm tin của mình. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, mình nhớ lời Đức Phật dạy ở trong kinh, ví dụ cái cưa chẳng hạn, mình nhớ lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tập trung vào thiện pháp, làm sao mình an trú trong thiện pháp, dùng thiện pháp làm cái điểm tựa, dùng thiện pháp làm cái sự soi sáng, để làm gì? Để chúng ta thực sự là có một cái chất liệu tốt ở trong đó, có cái nội lực, mình nội lực thực sự, không có bị những cái ác pháp nó lôi cuốn chúng ta vào những cái ác nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới thấy được gọi là Đức Phật là ai, lời dạy ngài như thế nào, và cái niềm tin của chúng ta ở Tam Bảo ra sao rất là quan trọng. Đức tin là hạt giống, thưa quý vị. Niềm tin hạt giống. Một cái người sống trong đời mà có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, người tin vào cái giá trị của sự tu tập đó, thì họ rất khác với những người không có đức tin. Càng ngày trong cuộc sống đó, thì nó càng cho chúng ta thấy một điều rằng chính một người đi chùa dù làm phước nhiều, dù làm công quả nhiều, nhưng mà không có cái chánh tín chánh kiến đó, thì người đó không có tiến trên đường tu tập. Mà cái người đi chùa nhiều như là quý vị, chúng ta vào học Phật pháp để làm gì? Thật ra ngoài cái chuyện mà để học hiểu, để xây dựng cái chánh kiến và chánh tín của mình. Chánh kiến tức là cái nhìn, cái biết đúng, đúng đắn, nhưng mà chánh tín là cái niềm tin chân chánh. Chúng ta phải tin vào điều thiện, chúng ta phải tin vào lời Đức Phật dạy. Nếu chúng ta không tin lời Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ là một con người khác đi. Thế nào là tin lời Phật dạy? Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta không dùng cái ác ngữ để đối đáp với ác ngữ, ác hạnh đối đáp với ác hạnh, ác ý đối việc đối đầu với ác ý, mà chúng ta tin vào từ bi, chúng ta tin vào thiện pháp, chúng ta tin vào lẽ phải, và chúng ta tin vào sự khoan nhẫn. Về những việc này sẽ là việc mà tất cả chúng ta rất cần để khẳng định là cái niềm tin, là một cái niềm tin được gọi là niềm tin có chánh tín, đó là cái hạt giống, là sự khởi đầu rất là tốt. Ở đây Đức Phật ngài đưa ra hai cái hình ảnh: tự chế chính là mưa và trí tuệ là ánh lửa cai. Trước tiên xin nói thêm một chút về điểm này, là bởi vì khi chúng ta ở miền quê thì thứ gì thường thường là Tết Nguyên Đán tháng Giêng, nó nằm ở trong một mùa khô, và mùa khô này nó kéo dài vài ba tháng, thì tới tháng cuối tháng 5, tháng 6 thì mới bắt đầu mùa mưa. Và trong thời gian mà đất lại khô cằn, bây giờ thì có lẽ là người ta làm trồng lúa thần nông, hay là
họ có các loại dưỡng nước ở trong ruộng nó khác. Ngày xưa khi mà chúng tôi còn nhỏ ở quê ngoại đó, đa phần là thời vụ cái việc mà trồng lúa là đi theo cái đi theo mùa mưa, đi theo thời tiết. Mặc dù hồi chúng tôi còn nhỏ thì người ta đã trồng lúa thần nông rồi, như thần nông 8, thần nông 22, thì cái thần nông họ trồng nó không có theo cái mùa vụ về thời tiết như là lúa bạc kiếm. Nhưng mà ngày xưa thưa quý vị, người nhà nông đó, một là họ không có cái phương tiện để dẫn nước vào trong ruộng và máy móc như bây giờ, mọi thứ đều trông cậy vào mưa, nên nhà nông phải biết, phải biết lúc nào là lúc để cày ruộng, cày ruộng, rồi cày ruộng xong phải nhanh chóng là mình trục mình bừa, tại vì khi mình cày có những lúa cày lớn, mình không chỉ trồng lúa trên lúa cày lớn đó, mà những lúa cày đó cần có mưa xuống thì nó dễ dàng nó mềm ra, rồi mình bừa mình trục. Sau khi mình cày bừa trục đó, khi mình cày á mình phơi 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 đất, nếu không phơi đất thì đất nó không được tốt, thậm chí là còn đốt rơm đốt đốt cỏ ở trên những cái lúa cày đó, rồi mưa xuống rồi mới trục mới bừa trên đất đó nát ra, những lúa cày nát ra nó làm cho đất nó xốp nó mềm, đất xốp mềm á thì bây giờ thì họ mới bắt đầu là cấy lúa. Lúa có thể là lúa xạ, là gieo hạt, hay là gieo mạ để mà lấy cái mạ lúa để cấy. Thì tính chưa ta đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài hay thường dùng cái ngày đó cái điều nó kịp thời, gọi là đúng thời vụ. Ở đúng thời vụ là cái người làm nông phải biết lúc nào là nên cày, cày xong thì lúc nào nên nhanh chóng để mà cấy, cấy lúc nào nhanh chóng đi dẫn nước vào ruộng, dẫn nước vào ruộng lúc nào mà có thể gặt được kịp thời, vân vân. Thì là một nhà nông họ không phải chạy theo thời tiết mà chạy theo cây lúa nữa, là tức là phải làm kịp thời. Thì ở đây thưa quý vị, hai cái yếu tố rất là quan trọng là sự hợp tác của thiên nhiên và con người. Thiên nhiên là mưa, mà con người đó là sự cày bừa. Hai cái đó nó phải đi chung với nhau. Đất khô đất cứng quá đó không có cày được. Đất cứng quá nó không có cày được, phải có một vài cơn mưa đầu hạn cho đất nó hơi mềm chút rồi cày. Nhưng mà nếu mưa nhiều quá nước lỗ một cũng thể cày được, khó. Thường thường là khi một vài cơn mưa đầu hạn đất tương đối vừa mềm thì họ cày lên và họ phơi đất. Thì cái sự hợp tác giữa thiên nhiên và thiên nhiên là có mưa và con người thì cày, thì ở đây Đức Phật ngài đưa ra một cái hình ảnh ví dụ là mưa chỉ cho tapo và tapo, tức là cái pháp tu chỉ hay là sự tự chế, và manya là trí tuệ như là lưỡi cày. Khi mà chúng ta nói về mưa và nói về cày đó, thì chúng ta nên hiểu một điều là trong cái sự tu tập, và đặc biệt là sự tu tập được mô tả, sự tu tập của Ngài Xá Lợi Phất mà được mô tả bởi Đức Phật, thì cho chúng ta thấy rõ ràng hai cái yếu tính song hành là chỉ và quán. Tôn giả Xá Lợi Phất ngày khuôn thu cái khả năng tập trung từ định lực, từ định lực này đi vào các thiền chứng, và ở trong mỗi thiền chứng thì sau khi chứng xong có ngày không đi tới mà ngài dùng cái pháp gọi là hồi quán, ngài nhìn lại và ngài không còn có cái ảo tưởng cố chấp vào cái mà mình đã đạt được. Thí dụ ngài chứng sơ thiền nhưng mà dùng cái tuệ quán, ngài sẽ xét thấy cái sơ thiền đó nó không phải là tuyệt đối, rồi ngài từ đó đó là ngày hướng đến nhị thiền, chứng nhị thiền, rồi ngày cũng quán thấy ở đó cũng là vô thường, ngày đi tới. Thì điều này
cái khả năng mà tu thiền, khả năng mà tập trung đó, được ví dụ là tapo, chữ tapo trong người người Ấn Độ thì dùng như là khổ hạnh, nhưng mà ở trong Phật pháp tapo giống như là thiền định, và riêng ở tại đây thì ở trong sớ giải chỉ tapo chỉ cho samatha và được ví dụ như là mưa, và vipassana là minh sát. Banya ở đây chỉ vipassana chỉ cho lưỡi cài, thì cái lưỡi cài này đó là dựa lên trên dựa lên trên những cái thành tựu về nội lực ấy, vì nó khai triển thiền quán. Nó giống như là trong trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, bất cứ cái lĩnh vực nào mà chúng ta làm thật tốt, trừ phi những nghề nghiệp hay là kinh điển, thì luôn luôn nó cần hai thứ. Một đó là sự tập trung. Bây giờ tập trung để làm gì? Để gom tập, gom tập, tập trung, khả năng tập trung. Và bên cạnh sự tập trung đó thì cái trí tuệ để quán chiếu, trí tuệ quán chiếu, trí tuệ quán chiếu này đó, nó giúp cho chúng ta thấy rõ, biết rõ cái vị trí mình đang là, cái gì mình đang có, cái gì mình và từ chỗ đó đó chúng ta đi tới không có trắc trục. Hai cái samatha và vipassana đó, thật ra mình nói trong mặt chánh đạo đó là chánh niệm và chánh định. Chánh niệm thuộc về vipassana và chánh định thuộc về samatha. Chúng ta thường chỉ là chỉ quán, đôi khi nhiều người họ nghĩ rằng cái đó là cái đó là hai cái tu tập tách biệt. Cái samatha nó có hai cách hiểu, một là samatha, một là jhana là chuyên về sự thành tựu các thiền chứng như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Nhưng mà samatha còn có hiểu là mình phải có khả năng tập trung. Ví dụ như bây giờ mình ngồi quán vô thường, nhưng vừa quán vô thường một vài phút, tự nhiên cái tâm mình nó lại nghĩ qua chuyện khác. Khi mình nghĩ biết đó là vô thường thôi, mình đâu nghĩ chuyện nữa, mình qua chuyện khác, thì cái đó là có ý có quán mà không có samatha. Một cái cách tu mà luôn luôn cần chỉ quán là khả năng tập trung bền bỉ một cách thoải mái, bền bỉ một cách an trú vào trong hơi thở. Hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ngắn với hơi ngắn, hơi thở dài với hơi thở dài. Và cái sự ghi nhận đó đó nó được lặp đi lặp lại từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác, từ phút này qua phút khác, có thể từ giờ này qua giờ khác. Cái sự tập trung liên tục như vậy đó là samatha, samatha. Và cái vipassana là gì? Không phải mình tập trung như vậy rồi cái tâm mình nguội được, không phải mình tập trung như vậy mà mình chỉ có hướng về một điểm là hơi thở, mà vì nó còn biết là hơi thở dài ngắn và cảm nhận toàn thân. Cảm nhận toàn thân tức là cảm nhận toàn bộ thở, lúc nào nó bắt đầu, lúc nào nó kết thúc, rồi cảm giác cái sự liên đới giữa danh và sắc, tức là mình cảm nhận được lúc nào cái tâm mình thoải mái gọi là an tịnh, tâm thành, lúc nào tâm mình không thoải mái là không có sự an tịnh của thân hành, lúc nào là an tịnh của thân hành tức là lúc nào mình thở một cách nhẹ nhàng, lúc nào cũng thở không nhẹ nhàng. Cái sự tinh tế cảm nhận toàn bộ hơi thở, cảm nhận lúc đầu mình thoải mái hay không thoải mái, cái cảm thọ hoan hỷ không hoan hỷ, vân vân, cái đó là một cái khả năng phân biệt danh sắc. Cái sự phân biệt danh sắc đó nó thuộc về vipassana. Nhưng mà cái việc mà bám trụ bền bỉ và bám trụ bền bỉ trên hơi thở đó, đó là samatha. Thật ra nhiều người đó nói rằng tôi tu vipassana không được samatha, thật ra không phải, hiểu như vậy hiểu rất sai trong đạo Phật. Tức là niệm là vipassana và định là samatha, và khi chúng ta tu tập thiền xứ thì luôn luôn có cả hai niệm và định, chứ không phải chỉ có một thứ. Không phải chỉ một thứ. Chính cái định đó, nó khiến cho chúng ta tập trung bền bỉ, chính cái định đó, nó làm cho chúng ta tiếp tục và tiếp tục, không có bỏ cuộc,
qua cái tuệ đó là cái khả năng thấy rõ, biết rõ, và biết rõ cái tâm thái, biết rõ nhìn và sắc, biết rõ sanh và diệt, biết rõ cái gì mình đang là, cái đó gọi là vipassana. Thì Đức Phật này ngày đưa ra một ví dụ là tapo tapa, tức là chị chúng ta đã gọi là sự tập trung, sự tập trung hay sự tự chế, đó là mưa, là thuộc về thiên nhiên. Và trí tuệ đó thì được xem như là lưỡi dài, lưỡi dài nó rất sắc rất bén. Vì nào mà có tu tứ niệm xứ thì chúng ta nên hiểu một điều rằng cái sự nỗ lực tập trung á, nó chỉ đòi hỏi tập trung thôi, nhưng mà cái khả năng để ghi nhận những chi phối, những gì đột biến, những gì đến bất ngờ, và cái khả năng trở lại với cái hơi thở đó, nó thuộc về trí tuệ. Để không có trí tuệ chúng ta dễ bị dẫn dắt sai. Cái người tu tứ niệm xứ mà không có trí tuệ đó hay bị những cái tình trạng như thấy rằng mình nhẹ nhàng, thấy mình hoan hỷ thì mình lại dính mắc vào đó, hay là mình bị cái cảnh gọi là điều ngũ ly sơn, mình đang ngồi thì nghe tiếng động, ghi nhận đây là tiếng động, một tiếng nổ, và mình cứ đi theo cái tiếng nổ đó, ồ tiếng nổ phát xuất từ đâu, như thế nào, và chúng ta cứ chạy theo nếu trước, chúng ta lại quên đi cái hơi thở. Thật ra khi một người mà tu tứ niệm xứ vừa cần cái tập trung bền bỉ và đồng thời cũng cần cái khả năng trở lại với chính hơi thở, không có bị điều ngũ ly sơn, không bị lôi kéo đi quá xa, vì nó có khả năng để phân biệt danh sắc, có khả năng phân biệt sanh diệt. Thì cái phân biệt danh sắc sanh diệt đó nó thuộc về tuệ, nó về tuệ, nó khác hẳn với cái chỉ đơn thuần là tập trung mà thôi. Nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng thiền chỉ là mưa, mà quán là lưỡi cài, và lưỡi cài là cái gì thuộc về con người, và mưa thì thuộc về thiên nhiên. Sự hợp tác giữa thiên nhiên và con người đó, thì tạo nên một cái thứ rụng tốt. Thì tương tự như vậy, cái chỉ đó tượng trưng cho cái gì thuộc về bản chất tự nhiên của chúng ta là về tâm, và Vipassana quán thuộc về trí tuệ. Tâm có định mà trí tuệ có thấy rõ biết rõ rồi, thì chỉ là quán nhập lại đó, khiến cho chúng ta không có bị đánh lạc hướng, không đi quá xa, và đồng thời cũng tiếp tục một cách bền bỉ. Thì ở đây là một địa điểm rất là tế nhị mà chúng ta được hiểu về bản kinh này theo theo sớ giải. Và khi mà Đức Phật ngài dạy rằng lòng tham là cán cài, tâm ý là dây cột, chánh niệm là lưỡi cài, và cũng là gậy điều khiển, thì một lần nữa đó ngài lại đề cập đến một chuyện rất là chuyên sâu. Là sự chuyên sâu này đó là người dạy về lòng tham là cái cán cài. Người nào mà có biết về cái ruộng đó, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không hả? Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đi cài đó, có một cái cán cài. Cái cán cài và cái gì điều khiển nó tương tự như là một cái gì đó mà khiến cho
chúng ta điều khiển cái lưỡi cày, nó bấm sâu bấm cạn, nó đi vào cái chỗ cần hay không cần. Trên một cái thứ ruộng, một thứ việc thì cái đất nó không bằng nhau, nó không giống nhau. Có những chỗ đó mà đất nó là đất sét, có những chỗ đất là sốt, đất sét thì nó cứng, đặc biệt là đất gò đó. Thành ra cái người cày giỏi đó là cái người mà không phải chỉ leo lên con leo lên để đi cày thôi, mà người đã phải biết là cái chỗ đất có cần hướng cái lưỡi cày sâu xuống để cho đất chỗ đó nó không có bị dẻ quá, nó không bị cứng quá. Và một cái người mà một cái người mà cài đó, họ phải phối hợp, họ phải nhịp nhàng, và họ phải rất là nhịp nhàng điều khiển cái cán cài, và đồng thời họ có cái cây roi. Hồi xưa bên Ấn Độ đó, bây giờ chúng tôi vào Ấn Độ đó thì có nhiều khi người ta dùng cái roi họ đánh vào mông, thì có nhiều khi họ dùng một cái cây họ thọ, và họ thọ cũng roi bò. Chúng tôi tạo gọi cái gậy điều khiển, roi roi điều khiển. Và cái lưỡi cày đó nó phải được điều khiển bằng cán cày, để nó đi vào những cái chỗ mà chưa có cày qua, và đồng thời cái sâu cái cạn của lưỡi cày là do cán cày điều khiển. Nói một cách khác đó, là nếu khi chúng ta cày đất mà mình là một làm nông chuyên nghiệp và chuyên về cày đó, thì chúng ta thấy rằng cái việc cày đất đó, nó đòi hỏi một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa con bò hay con trâu kéo và cái người điều khiển. Và cái người điều khiển thì phải dùng cái cán cày để điều khiển lưỡi cày, và cũng dùng cái roi, và cũng dùng cái cán cày để quý vị nhìn ở trên, quý vị thấy chỉ là con trâu hay con bò kéo đi tới thôi, nhưng mà thực sự nó là cả một cái nghệ thuật, là một cách rất là thành thạo điêu luyện đó, thì cày mới tốt được. Nếu chúng ta để cán cày sâu quá đó, thì nó sẽ bị vướng lại và con cò rất dễ mau bệnh. Nhưng mà chúng ta cày cạn quá thì đất nó sẽ không có đủ sốc để mình trồng trọt. Nó tới tóm lại đây là một việc phải thành thạo lắm mới làm được. Thì rõ ràng mặc dù bản thân của Đức Phật là một vị quân vương, bản thân của Đức Phật là vị pháp vương, và trong đời Ngài chưa bao giờ mà Ngài làm công việc của một người nông dân cày cấy hết. Nhưng mà qua lời của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng với cái trí tuệ vị chánh đẳng chánh giác, Ngài hiểu rất rõ công việc của muôn loài chúng sinh. Và khi Ngài hiểu rõ như vậy đó, thì Ngài có cái mô tả, và Ngài mô tả về cái lòng tham, tức là lòng tham ở đây là biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nói theo cái kiểu mà rất là chuyên môn, tàm có nghĩa là hổ thẹn đối với tội lỗi, nhưng mà chữ tàm ở đây cũng nên hiểu là cái lương thức, hay là hiểu là cái sự đàng hoàng ở trong đời sống. Lấy một ví dụ là có những người họ họ sống, họ làm việc rất là đàng hoàng, họ rất là đàng hoàng trong đời sống của họ, mặc dù là họ thấy cái tiền đánh rơi của ai đó, nhưng mà họ không phải là của không cho thì họ không lấy. Hay hoặc giả là họ có cái đàng hoàng là khi mà họ đi vào trong tiệm người ta thối dư, mà họ ra họ thấy họ thối dư, họ vào thì phải trả lại, mặc dù họ đi rồi cũng không ai bắt, đi rồi cũng không ai biết, và cái gì thối dư là cái lỗi của người thông minh không phải của họ. Nhưng mà nếu họ thấy cái chuyện đó là một cái chuyện mà không đàng hoàng, không đàng hoàng mà họ đi họ họ ngại đó, thì cái chính cái sự đàng hoàng đó, nó là một một cái lương tâm, một cái lương thức lèo lái cho con người được sống sống đúng, sống tốt trong đời sống hàng ngày. Và ở đây Đức Phật gọi đó là lòng tham. Chứ tôi nhớ rằng có một lần chứ tôi đi với một ông bác, đi với người cửa hàng,
Thì nó có chuyện xảy ra là sau khi mọi người vô trong mua đồ trả tiền xong đó, thì lên xe ngồi, thì ông bác ông mới hô lên, ông nói chết rồi con ơi, con phải cho bà trả lời cái, bà đi vào trong điện hồi nãy bà lấy cái nón bà thử đội trên đầu có vừa không, mà trong lúc bà đội trên đầu thì có chuyện gì đó bà quên mất, nãy giờ đội cái nón trên đầu đi ra mà chưa trả tiền cái nón, mặc dù có trả tiền những thứ khác. Thì ở trên xe ai cũng cười, và người con nói ồ như vậy được ba được cái đó không phải trả tiền, thì ông nói không được mình phải vào trả lại cho người ta rồi mình thì đứa con mới nói ông là mình đã đi ra khỏi mình trả lời cái rắc rối, ông chỉ định là không, ông nói nếu không thì mình phải tìm cách mình đem được mình bỏ cái xe nào đó mình trả lại. Và cuối cùng thì thưa quý vị phải ngừng xe lại, phải quay đầu xe lại đến chỗ cửa rồi, thì ông cầm cái nón vào và ông nhờ chúng tôi để nói chuyện thông dịch, là ông không nói tiếng Anh được, nói với người đó là hồi nãy ông đội nón trên đầu nhưng mà rồi ông đi ra ông lại quên trả tiền. Thì cái người mà chúng tôi gặp đầu tiên đó, cái người là người manager, cô đang đứng ở bên ngoài đó, thì ông bước vào thì chúng tôi thấy cô mang cái bảng hiệu biết là cô người làm việc, chúng tôi không biết cô manager, thì chúng tôi mới trình bày về cô cười rất nhiều và cô cảm ơn ông. Và chính là cô đến cái chỗ cái bàn thông minh đó, cô đánh vào trong máy để cho trả tiền, lấy cái nón đi, và sau khi làm xong thì cô rất là vui vẻ, cô cảm ơn ông, và khi ra xe thì chúng tôi thấy ông rất là hoan hỷ. Nhưng mà cái niềm hoan hỷ lớn nhất có lẽ là trong lòng của chúng tôi, và trong lòng chúng tôi cảm nhận rằng hôm đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, và hôm hình ảnh rất là đẹp, bởi vì một người mà Phật tử rồi nhưng mà lại ông có lối sống là ông có cái tính cách đàng hoàng của mình, và cái chuyện đó là cái của không cho, và mặc dù là ông đã ra khỏi điện rồi, và mặc dù là không ai bắt được là ông lấy như là trộm cắp, nhưng mà ông đã đem trả lại, không phải trả lời mà ông là trả lời xin tiền trả tiền nữa, và con cái có cản ông nhất định cũng không, và ông làm việc đó. Mà thật ra khi ông vào thì mấy đứa con không chịu vào dịch cho ông, tại mấy đứa con cũng ngại, nhưng mà ông nhờ chúng tôi thì chúng tôi vào liền, chúng tôi vào liền với ông. Thì điều đó đó nó nhắc cho chúng ta thấy rằng ngay trong cái đời sống tu tập đó, nhiều khi không phải là cần ta ai nhắc nhở cho mình, một cái người tu tập có lòng tham đó, ở trong lúc đang tu tập mà khởi lên một cái tâm gì không có tốt được, thì vì nó cũng cũng thấy không được, cũng sám hối và cũng nhận ra rằng à cái này nó không có đúng. Chúng tôi lấy một ví dụ là có lần nghe vị thiền sư nói rằng trong trường thiền đó là có cái thanh quy là yêu cầu những thiền sinh vào không được nói chuyện chơi, nói chuyện nhảm nhí, nói chuyện bông đùa hay nói chuyện vui. Nhưng mà rồi có hai vị họ được giao phó cái công việc đi đốn củi, đi đi kiếm củi về để cho cái lò đi giặt đồ nhiều mấy y ở trong chùa đó, thì bởi vì họ được giao đi chung đi cướp củi cho đó, họ phải nói chuyện với nhau, và trong lúc họ nói chuyện thì do cái câu chuyện say sưa đó họ lại đâm ra họ nói lung tung đi băng, thì sau đó có một người trong người đó đã về để xin lên gặp vị thiền sư để sám hối, mà vị thiền sư gọi đó là một cái điều rất tốt, vì sám hối không phải là cái chuyện ngọt béo cho vị thiền sư, sám hối không phải là cái chuyện gì mà gì, nhưng mà rõ ràng vị này ý thức rằng do cái sự quên mình đã nói chuyện những chuyện không đâu ra đâu, những chuyện vui đùa trong lúc ra hành thiền đó là chuyện không phải, thì ngài thiền sư ngài gọi đó là lòng tham. Và cái lòng tham đó khi được tăng trưởng mạnh đó, thì rõ ràng nó là một cái, nó là một cái cán cày, và cán cày này giúp cho chúng ta đưa cái lèo lắc lái cái lưỡi cày vào những nơi nên lái, và không có mà tránh những cái nơi không không đáng có, ví dụ như vậy. Thì cái lòng tham là rất là quan trọng trong lúc mà chúng ta tu tập. Tâm ý là dây cột, chánh niệm là lưỡi cày, cũng là gậy điều khiển. Tâm ý là dây cột, cái then chốt, then chốt của cái dây này, cái dây dàm, dây cột. Đôi khi người ta điều khiển con cầm trâu hoặc cầm bò qua trái qua phải qua trái chứ,
chứ họ điều khiển bằng sự dây dầm đó, và ngoài dây dầm nó còn cái roi nữa. Thì nói chung là những cái bộ phận điều khiển này đó được cái tập trung vào trong cái khả năng chánh niệm. Một người có chánh niệm thiện xảo đó là ví dụ mình ngồi xuống mình niệm hơi thở, nhưng mà một cái tiếng động phát sinh có cái mùi gì mà nó thoáng qua thì chúng ta ghi nhận, nhưng mà phải có khả năng trở về và trở về lại với hơi thở, không có đi quá xa. Cái này là một trong những cái kỹ năng rất là cần thiết cho một hành giả luôn luôn là điều khiển cái tâm ý của mình và xem tâm là một cái mấu chốt. Chúng tôi thấy rằng về điểm này thì rất nhiều những người tu tập đó lại không có lưu tâm về cái tâm thái, và cái tâm thái mình là tinh tấn hay lười biếng, tâm thái của mình là lúc đó là tỉnh táo hay là mê mờ. Khi một người vào tu tập thì người đó luôn luôn cần có một cái ý thức rõ về cái trạng thái của nội tâm ngày hôm đó. Cái đó là cái mấu chốt. Cái chuyện mấu chốt mình làm việc gì, ngay cả chuyện mình làm phước, ngay cả chuyện mà mình tu tập hay là mình nghe pháp ở đây cũng vậy, cái trạng thái tâm của mình rất là quan trọng. Hôm đó mình đang giận ai, hôm đó mình đang có chuyện phiền não, cái tâm mình nó khác. Nên cái người gọi là biết tu, người biết hiểu Phật pháp thì luôn luôn xem cái tâm là một cái gì đó mà mình phải vận dụng, mình phải điều khiển khéo léo. Thứ gì trong cái đoạn tiếp theo đó thì Đức Phật dạy là thân khẩu được hộ trì, tiết độ cho ẩm thực, nhổ cỏ bằng lẽ thật, tự nhiên là tháo ách. Tự nhiên tháo ách. Ở đây một trong cái việc làm của nhà nông đó là làm sao mà mình có cày, có cấy, có làm vườn thì mình còn phải biết chăm sóc. Mình phải biết chăm sóc. Chăm sóc ở đây tức là nếu mình bị trồng lúa mà cái ruộng cày không kỹ mà cỏ nhiều, phải nhổ bỏ cỏ đi, cỏ ít chứ, mà mình nhổ xong rồi thì nó lại không lan ra, nếu để lâu thì cỏ lan ra nhiều, và thường cái cỏ hoang quá dại đó thì nó lấn lúa, hay là mình làm ruộng làm rẫy thì cái cỏ mà không không nhổ sớm thì nó lấn sang hoa màu của mình. Phải biết cách nhổ cỏ rồi. Mình nên hiểu là ngoài cái chuyện mà điều tâm ra đó, thì chúng ta còn làm hai việc là mình hộ trì cái hành động và lời nói của mình, rồi mình phải coi chừng ẩm thực. Cái này đó, nó liên quan đến cái lối sống căn bản của hành giả. Nếu mình vào trong chủ tu tập, nếu mà mình ở trong giai đoạn tu tập mà cái lời nói không được cẩn ngu, lời nói không được tiết chế, nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói nhảm nhí vô ích, thì điều đó nó cũng có lợi gì cho mình mà nó lại hại cho sự tu tập. Thành ra cái thân khẩu là phải được phòng hộ. Và tiết độ cho ẩm thực. Ở đây thì thứ vị vị nào mà có hành thiền rồi thì quý vị mới nhận ra điểm này, là khi mình bước vào trong cái chỗ trường thiền hay là mình bước vào trong một cái giai đoạn tu tập thì hầu như là tất cả các căn, tất cả các cái thị hiếu của mình đều phải gạt bỏ một bên hết, nhưng mà còn có cái lỗ hổng còn lại, và cái lỗ hổng đó chính là việc ăn uống. Là ăn uống, không ăn uống thì chết là sao, thì phải ăn uống. Và có cái một điều mà chúng phải để ý là khi mà vào trong thực thiền mình ngủ ngon hơn và mình ăn uống lại ngon hơn, cái đó là cái phải để ý. Ngủ ngon hơn tại vì sao? Vì một là mình ngủ ít lại, hai là mình tâm mình tu, khi mình xuống tầm xuống ngủ ngủ ngon lắm. Thành ra nếu không khéo mình hay bị bệnh là mê ngủ hay là bị hôn trầm.
và ăn ngon hơn là bởi vì ăn ít. Khi mình ăn ít thì nó làm cho chúng ta thèm. Và nhất là có một số chuyện thiền mà quý vị Phật tử nên để ý, và nếu thấy không xong thì nên đổi sang nơi khác, đó là những trường thiền ở tại Thái Lan. Chúng tôi biết ở bên Miến Điện đó, nó có trường hợp là thức ăn trong trường thiền đó, đa phần nó khó ăn với một người không quen, có nhiều người phải bỏ về chứ không không ở được nữa. Nhưng mà ngược lại ở Thái Lan đó, thì do cái tính tâm của người Phật tử, và một phần nữa là do cái thực phẩm của người Thái họ làm, thực phẩm họ làm ngon rồi, nó lại hợp với khẩu vị của người Việt Nam nữa. Thật ra đôi khi nếu mình biết là cái chuyện mà dính mắc trong cái ẩm thực, dính mắc trong ăn uống, nó là trở thành một vấn đề của các thiền sinh. Mình tu tập cả ngày không thấy gì, nhưng tới bữa ăn ăn rất ngon và ăn rất nhiều, và cái khổ của người tu và người đời đó, là quý vị khi nào mà có quá thừa thực phẩm thì quý vị có cái tâm nhẫn nhịn, có cũng được không có cũng được. Nhưng một khi một ngày ăn chỉ một bữa thôi, mà bữa đó có thức ăn tương đối ngon chút, thì một ngày, hai ngày, ba ngày chúng ta sẽ nhận được một điều rằng dường như sắp tới giờ ăn ấy, chúng ta có vẻ là phấn khởi. Trong lúc mình ăn ấy, thì ăn có vẻ rất là ngon miệng, và vấn đề ăn nó trở thành một vấn đề là cái appetite mình, cái sự thèm ăn mình nó nhiều hơn. Cái này cũng phải cẩn thận. Thật ra trong cái ở đây là Đức Phật này đi vào cái chi tiết của một người đang tu tập đó, là vị đó hộ trì thân và khẩu, rồi tiết độ cho ẩm thực, nhổ cỏ bằng lẽ thật, nhổ cỏ bằng lẽ thật, và tất nhiên là tháo ăn. Nhổ cỏ bằng lẽ thật, hồi nãy chúng tôi nói đó là những cái phiền não, phiền não, những cái ác pháp ngũ trần nó sanh khởi trong tâm, thì nó phải được thấy biết rõ cái bản chất của nó. Nó như vậy đó là phiền não, nó như vậy đó là pháp bất thiện, và phải thấy rõ cái hệ quả pháp bất thiện này dẫn chúng ta đi đâu về đâu, và nhổ cỏ lên. Nó gọi là nhổ cỏ bằng lẽ thật. Với một người tu thì không cần dùng tới luân lý, dùng những bài học luân lý bên ngoài, mà với người tu là nhìn thấy rõ rằng cái pháp đó nó tạo cho chúng ta những cái bất thiện pháp, đó là sự thật. Và nếu chúng ta tôn trọng sự thật thì chúng ta dễ dàng nhổ cỏ. Rồi tự nhiên là tháo ảnh. Tự nhiên tháo ảnh, chữ tự nhiên ở đây hồi nãy chúng tôi có biết cái bài ở trong cái phần mà chú bằng chữ nghĩa đó, chữ Surat Chát. Surat Chát có nhiều khi quý vị nghe chư tăng đặc biệt qua từng tu sư giảng, chữ Surat Chát là chữ chữ nghiêm tịnh. Nhưng mà trong bản sơ giải ở đây chỉ cho Surat Chát riêng trong bài kinh này đó, chỉ cho sự tự nhiên niết bàn. Tự nhiên niết bàn hay là chỉ cho một trạng thái hạnh phúc, mà hạnh phúc đó là do sự an tịnh mà ra. Ví dụ trong đời sống hàng ngày, mình có chiếc xe, mình có cái nhà, mình có tiền thì mình vui, mình hào hứng và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó không phải Surat Chát. Cái hạnh phúc Surat Chát là hạnh phúc của một vị quân vương bỏ ngôi. Nhưng quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Xin hỏi quý Phật tử có nghe lại được không? Quý vị có nghe lại được không? Thưa quý vị, ở đây đó, chữ Surat Chát được hiểu là vị ấy khoan hỷ trong sự an tịnh, vị ấy khoan hỷ trong sự thanh tịnh. Tức là đời sống chúng ta hàng ngày á, thí dụ mình vui khi mình có
có được quyền chức, vui khi có người khác khen, vui khi mình được lợi lộc, vui khi mà mình được danh được lợi. Nhưng mà với một vị mà gọi là có Suracha đó, là vị đó hoan hỷ với cái gì? Hoan hỷ với sự tự nhiên, hoan hỷ với những không có những cái sạc bộ, hoan hỷ với sự tịch tịnh, hoan hỷ với sự an tịnh, hoan hỷ với niết bàn. Nếu quý vị nào nhớ là chúng ta có một cái bài kinh trước đây không lâu, trong vài ngày trước, một vị Bà La Môn mà mất 14 con bò và đi tìm bò gặp Đức Phật đang ngồi thiền. Thì trong giờ phút đó thì đã thấy Phật ngồi thiền, thì Đức vị nói được một lời cảm thán, vừa là tán thán Đức Phật mà vừa là than thở về thân phận của mình, nào là bị mất bò, bò đi biển biệt, đi tìm không thấy, vì sa môn này không có gì, vì sa môn này hạnh phúc, nào là mình có khu vườn, có cái cuộc rẫy và rẫy mè thất thu, nghĩ lại nó buồn buồn, mà vị này không có rẫy mè thất thu, vị này hạnh phúc, nào là mình có cái bồ lúa mà bồ lúa trống rỗng, lại bị chuột chạy tới chạy lui kêu réo trong đó, thì nghe rất là buồn. Nào là mình có cái mền, năm bảy tháng không có giặt, đầy rặn. Nào là mình có bà vợ rất sống, đến tội đánh thức như vậy mà vừa sống người sống đánh mà đá vào mình. Nào là mình có 7 đứa con gái, mà đứa gái bây giờ thì là quá phụ, rồi trở về sống chung với mình mà lại có mang theo con cái nữa. Nhà nhiều việc ăn, thật là vất vả của mình. Thì vị này vừa than về thân phận của mình. Dạ. Chúng tôi không biết là quý vị có nhớ không, nhưng mà bài kinh nó như vậy. Vừa than về thân phận của mình, đồng thời thấy Đức Phật ngày ngồi thiền tư rất là an tịnh, rất là tự đại, một mình ở trong rừng, không có những thứ đó, thì bị tán thán. Và Đức Phật Ngài cũng xác nhận rằng Ngài hạnh phúc vì không có những thứ đó. Thì thứ gì nhiều khi đó, chính những cái tế toán, những cái phức tạp, những cái phiền lụy của đời sống đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái giá trị của sự tịnh tịnh, của Niết Bàn. Trong đời sống của chúng tôi là có được những cái giây phút mà chúng tôi cảm nhận điều này là ví dụ như người ta nói mình đi tu á, mà theo thời bây giờ là mình có chùa là hạnh phúc, có học trò, có đệ tử là hạnh phúc, có cái này kia là hạnh phúc. Nhưng mà ví dụ bây giờ chùa bị cúp điện, nó có bao nhiêu chuyện thì cái chùa đó hạnh phúc, chùa đó là một cái nặng, nó là một cái phiền. Rồi có đệ tử Phật tử, Phật tử họ gặp lúc mà họ họ gây với nhau, rồi họ phiền với nhau, rồi kẻ nói qua người ta xin điều kiện, thật ra nó chẳng hạnh phúc gì. Nhưng mà lúc đó đó thì mà một lúc đường khác người ta nghĩ là ồ, mấy cái đó là có là được. Nhưng mà có những lúc mà nhìn là thấy cái chùa giống như cái nhà của ông đó vậy đó, và có Phật tử đệ tử giống như là có những đứa con gái mà quá buồn. Thì rõ ràng là nếu chúng ta suy quán được chuyện đó, nếu chúng ta quan sát chuyện đó, thì chúng ta sẽ có cái sự cảm kích với sự tự nhiên, và cảm kích với cái mà chúng ta gọi là không có, cảm kích với cái sự vượt thoát. Thì Đức Phật dùng như chuyện đó là tháo bạch, và tháo bạch nghĩa là hoàn tất cái công việc, và hoàn tất cái công việc. Một người cài là gì? Khi tháo bạch ra thì đạt xuất tỉnh tại, là xong việc rồi đó. Con cặp trâu cặp bò cũng thoải mái, mà mình cũng thoải mái. Và khi nào mà mình sống đến cái cảnh giới mà không có những cái tế thoái, không có những cái phức tạp của phiền lụy, thì lúc đó thực sự là hạnh phúc. Dạ, mình phải cảm kích. Và Suracha ở đây đó là tự nhiên, là cảm kích cái hạnh phúc của Niết Bàn. Nếu mà mình không cảm kích điều đó thì thật sự là mình chưa tu. Dạ. Cái người gọi là người tu thật sự đó, là cảm kích cái giá trị của sự yên định, cảm kích của cái không có nợ nần, cảm kích cái không phiền não, cảm kích cái vô bệnh, cảm kích một cái cuộc sống mà đúng cái nghĩa là không. Tại vì sao? Chúng ta đang bị ràng buộc, chúng ta đang bị gánh nặng, chúng ta chưa muốn nhận điều đó. Ngay cả cái thân của mình cũng là gánh nặng. Hồi xưa chúng tôi nhớ có một chúng tôi ở trường Thầy Quang,
lúc đó ở chung chùa Từ Quan với đi học hoàn hạnh chung với Hòa Thượng Tiểu Siêu, hai anh em học ở đó, thì có lời đó Pháp Sư Thông Cam vào chùa Từ Quan và mời nói chuyện. Pháp Sư Thông Cam ngày xưa là một nhà sư, sau này hoàn toàn có gia đình, thì Pháp Sư vừa nói chuyện và vừa tâm sự là khi mà có gia đình rồi đó thì giống như là mình mới thấy rằng là nó có những cái nặng của gia đình. Và Pháp Sư nói rằng ngay cả cuộc sống hàng ngày của mình năm uẩn này nó có nhiều cái nặng rồi nhưng mình không thấy. Mình chỉ thấy năm uẩn đó là mình hãnh diện, năm uẩn lợi lạc, nhưng năm uẩn đó là cái nặng. Thì phải thấy cái chuyện này đó thì mình mới thấy được ồ, nó thực sự là có vấn đề, thực sự nó có nhiều cái phiền phức như vậy. Tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát, hành trình không ngừng nghỉ đến cảnh giới vô sở. Cái bài kệ này thì Đức Phật kệ đề cập đến tinh tấn nỗ lực là một cái sức kéo. Có ai đi cày mà không có dùng con trâu, dùng con bò? Ở dưới nước thì dùng trâu, ở trên đất khô thì dùng bò. Và ngày nay thì chúng ta nói cái mã lực, như xe máy cày cũng có mã lực, là sức kéo. Cái sức kéo này là điều bắt buộc, không có ai tu á, mà ngồi đó tự động mà giống như nước chảy mà hoa đi, hay nước chảy mà bèo bèo trôi mà nó trôi theo dòng nước, không phải vậy. Người tu là người phải tinh tấn, người phải có lực kéo, tức là phải có nỗ lực. Thật ra điều này đó là một điều mà Đức Thế Tôn ngài ngài nói khai thị trong Bà La Môn. Tại vì trong cái câu đầu Bà La Môn nói rằng tôi cài, tôi gieo mạ và tôi ăn, thì ngài cũng nên cài, nên gieo mạ, nên ăn, thì mới có ăn. Thì Đức Phật ngài dùng cái câu này như là một cách nói rằng thật ra ông nhìn thấy đi tu là không có ra công ra sức, đi tu là sống nhàn hạ, không phải vậy. Mà cái việc mà đạt đến thành quả giác ngộ giải thoát nó đòi hỏi một sự nỗ lực. Do đó tinh tấn là lực kéo đưa ta đến giải thoát, hành trình không ngừng nghỉ đến cảnh giới vô sở. Ở đây nó đi ngược lại với tâm tư của nhiều người, nghĩ rằng mình đi tu là sống chữ nhàn, đi tu là bỏ mọi việc trần ai. Nhưng mà có đi tu mới biết đi tu là sự phấn đấu, đi tu là sự tinh tấn. Nếu đi tu không phấn đấu thì không có tu được đâu, bỏ đạo. Tu là phải có cố gắng, và thậm chí còn cố gắng nhiều hơn người đời, phải cố gắng nhiều hơn. Cái cố gắng để mà bươn chải tìm ra bạc sinh nhai nó là một lẽ khác, mà phấn đấu để giữ vững tinh thần, để cuộc sống có căn bản, để có cái sự tinh tiến mà không có ngừng nghỉ, không có suy giảm, thì phải cố gắng rất nhiều. Và Đức Phật ngài kết luận như vậy, với cày ruộng như vậy, quả bất tử thu hoạch, làm xong việc cày vừa, chấm dứt tất cả khổ. Ngài có cái nhìn sâu hơn, rộng hơn và triệt để hơn. Cái người đời đó cày bừa đó để kiếm miếng cơm, miếng cơm để làm gì, để ăn, ăn xong để làm gì, để khỏe, khỏe xong rồi lại tiếp tục cày bừa. Đó là một lẫn quẩn, một lẫn quẩn cuộc sống. Mặc dù họ nghĩ họ hay đó, mà đi làm có nhiều tiền, làm ra nhiều tiền lắm của rất là hay đó, nhưng mà nhìn lại nó chỉ là sự lẫn quẩn thôi. Làm nhiều tiền để làm gì, để nuôi thân để làm gì, để đi làm để rồi để tiếp tục nuôi thân, là cái công việc lẫn quẩn, lặp đi lặp lại, samsara nó tiếp tục lẫn quẩn, lặp đi lặp lại. Trong khi đó Đức Phật ngài ngày ngày cũng cài, ngài cũng ra công, nhưng đó là một hành trình không có trở lui, và hành trình không có lẫn quẩn. Với cày ruộng như vậy, quả bất tử thu hoạch, và làm xong việc cày bừa, chấm dứt tất cả khổ. Đó là một lời nói sấm sét, đó là lời nói rất là quan trọng. Ra sức ra công cuối cùng đạt đến thành quả, nhưng mà thành quả đó không đưa ngài trở về lại với cái bước A, đưa trở lại vị trí ban đầu, mà đó là một sự chấm dứt một cách triệt để tất cả những khổ đau. Thì với cái lời giải này của Đức Phật thì thưa quý vị, ông Bà La Môn rất hoan hỷ. Ông bạch với Đức Phật là hãy hãy thọ dùng, và hãy thọ dùng thực phẩm này. Cái thực phẩm đó ông đang chuẩn bị để vào trong cái đĩa bạc của những người cải ruộng, họ đang chờ trong một phần của nghi thức. Thì cái thực phẩm mà ông đang có trong cái mâm mộng đang có đó là cái thực phẩm để tế lễ. Và trước khi tế lễ thì ông có đọc chú đọc kinh ở trong đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng ta không thọ lễ phẩm hỡi phạm chí, bởi vì
nguyên tắc bậc kiến giả không thọ dụng tế phẩm là thường pháp chư Phật. Này hỡi Bà La Môn, hãy cúng các bậc kiến giả, tăng giả, bậc loạn lậu, bậc hối, rường phước cho người đọc. Hồi nào hôm trước chúng tôi có giải thích về đoạn này là những người họ có cái tâm đem thực phẩm đi cúng cho thần linh hay làm những khác, đem thực phẩm xong rồi họ nghĩ họ cúng cho Đức Phật, cúng cho chư tăng là chuyện không có nên, và chư Phật không có thọ dụng như vậy. Ở đây chúng tôi không có lặp lại. Sau khi ông nghe thì ông hoan hỷ, rất hoan hỷ, và sau khi hoan hỷ thì ông đã xin được nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng và trở thành một đệ tử Phật cho đến trọn đời. Đó là câu chuyện chúng ta nghe ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì sau khi đã đề cập đến ý nghĩa của bài kinh, chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Hôm nay thì dường như là chỉ có Hòa Thượng Đại Siêu ở trong trong lớp thôi. Chúng tôi không biết, chưa thấy gì. Nếu có vị nào khác nữa thì quý vị cho chúng tôi biết nhé. Ô dạ, rất là hoan hỷ có sư huynh ở đây. Bạch Hòa Thượng Đại Siêu, Hòa Thượng hoan hỷ. Trước khi Hòa Thượng dạy, có vài lời chia sẻ trong thảo luận đó, là hồi nhỏ khi mình mới vào chùa đó, thì cái bài mà cách làm ruộng của Đức Phật đã được phổ biết trong quyển Pháp Âm á, và chúng ta học từ nhỏ, tức là trong những bài học vỡ lòng đầu tiên là chúng ta đã học bài kinh này. Thì hôm nay mà mình nhắc lại bài kinh này đó, thì không biết là Hòa Thượng Từ Siêu còn có cái cảm tưởng gì trong một bài kinh mà một trong những tháng ngày đầu mới vào chùa mình đã học rồi đó. Thì Hòa Thượng có còn giữ được cái kỷ niệm hay cảm giác gì thì xin Hòa Thượng chia sẻ với đại chúng. Kính cùng Từ Siêu. Mình đi một thầy kìa. Kính chư Tôn Đức, kính thưa quý vị tu nữ quý Phật tử. Hôm nay khi mà đọc lại cái bài kinh mình là môn cách sĩ Phật Đồ Chát, thì Đức Chương và Thượng Giác Tẳng vừa nếu là có thể nói rằng là đó là cái bài pháp vỡ lòng, bài học vỡ lòng và của Ngài Nhất Chánh đã viết và đã viết in thành sách Pháp Âm, cái thành ruộng của Đức Phật. Và bài này nhớ cái kỷ niệm hồi nhỏ đó, là chúng tôi có khi thượng và Thượng Giác Đẳng lên thuyết trình cũng lấy cái bài này để mà thuyết trình trong những cái đêm đầu đà. Hồi đó mình còn nhỏ, còn là sa di thì không có gọi là thuyết pháp mà gọi là thuyết trình. Thì ở đây thưa quý vị, cũng có một vài điểm là khi mà hồi nhỏ mình học thì mình học tóm gọn. Lúc đó Hòa Thượng Gia Chánh ngày thuyết pháp rồi cái người ghi lại, cho nên trong đó chi pháp thì cũng giống như thế này, chỉ có một vài cái trường hợp. Thí dụ như ở trong Pháp Âm thì cái thách không có, cái rồi điều khiển không có, chỉ có cái cài, cái bừa, con bò, dơ mạ, còn cái ách,
cái lưỡi cày và cái roi điều khiển là không có, nhưng ở đây thiếu cái bừa, nó chỉ khác nhau chút xíu vậy thôi. Cho nên nhớ lại cái ngày xưa rồi bây giờ khi đọc lại bài kinh này nữa, thì chúng tôi lại có một cái hồi tưởng, một cái ký ức về trong cái thời trẻ mới xuất gia nó trăng lại. Nhưng mà chúng tôi cũng có học thêm cái mới. Khi mà chúng ta cái bài kinh này, chúng ta thấy cái thời thuyết giảng của Đức Phật rất là phong phú. Ngài sẽ tùy theo đối tượng và Ngài trình bày pháp, lấy những cái sự kiện liên quan đến cái đối tượng đó mà Ngài ví dụ cho pháp, khiến cho họ nghe là họ lãnh hội được ngay. Ở đây trong cái bài kệ mà Đức Phật Ngài nói lên, thì ở đây cái cách làm ruộng, cái phương tiện làm ruộng của Đức Phật nó có nhiều pháp hơn là trong cái cách trả lời bông xuôi. Thí dụ như trong khi Bà La Môn hỏi Đức Phật về, nhưng chúng tôi không thấy cái ắt, cái cài, cái lưỡi cài, cái roi điều khiển hay các con bờ đực của Sa Môn, của tôn giả Gotama, thế sao Ngài lại nói ta cũng cài và cũng gieo mạ, sau khi cài, sau khi gieo mẹ mạ ta ăn. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời, trong cái cách trả lời của Đức Phật thì Ngài đưa ra nhiều cái ví dụ như niềm tin là hạt giống, tự chế chính là mưa, trí tuệ là ác lưỡi cài, lòng tham là kháng cài, tâm ý là di cột, chánh niệm là lưỡi cài, cũng là gậy điều khiển. Thì hồi nhỏ đó, khi mà đọc cái bài pháp âm học thuộc lòng để mà lên thuyết trình thì rõ ràng là mình nhớ rõ trong đầu mình sắp xếp hệ thống
như một cái cày, cái bừa, hạt giống, rồi cái cày cái bừa, rồi con bò, thì như vậy nó cứ thể là nó tùy theo cái từ ngữ mà được dịch thuật. Cho nên ở đây chúng ta lại được học cái bài kinh này, trong đó có nguyên bản Pali, thì dựa vào đó thì chúng ta sẽ thấy cái cách làm ruộng của Đức Phật khi mà Ngài trả lời cho cái vị Bà La Môn, cái Sivaranavacha. Khi mà chúng ta đọc một bài kinh và trong đó pháp được tỉ giảo, tức là so sánh, được thí dụ, cái điều này sẽ gợi ý nhắc cho chúng ta nhớ, nó dễ hơn là chúng ta chỉ nhớ chi pháp suông. Vì do vậy khi chúng ta đọc bài kinh có nhiều cái thí dụ về pháp á, thì chúng ta chú ý chúng ta học cái thí dụ đó, rồi chúng ta lấy pháp chúng ta so sánh, thì chúng ta rất là dễ nhớ, quý vị. Ở trong bài kinh này thì hạt giống nó là niềm tin, nhưng mà trong một cái bài kinh khác á, thì Đức Phật Ngài dạy mà khỏi tái sanh là thửa ruộng. Cái hạt giống là nghiệp, và cái chất thẩm mới của Đức nó là ái. Khi mình tạo bất thiện hay là tạo thiện mà có cái sự ái chấp, mong cầu được cảnh giới này hay cảnh giới nọ, thì sẽ tái sanh vào cái cảnh giới đó. Như vậy ở đây hạt giống trong bài kệ đó là nghiệp, thửa ruộng trong bài kệ, trong bài kinh đó là thửa ruộng, thửa ruộng trong bài kinh đó tức là chỉ cho ba khỏi tái sanh, và cái chất ẩm ướt là chỉ cho ái, sneha hay là tanha. Cứ mỗi một nơi là Đức Phật Ngài đem cái thí dụ đó với một cái pháp môn khác, nó tùy theo ngữ cảnh. Và khi mà lý giải ra thì chúng ta thấy cái lý giải nào nó cũng chính xác, cũng đúng. Hạt giống được xem là, được ví dụ là đức tin. Hạt giống tức là chủng tử, mà khi một cái chủng tử lành, thiện, thì cái chủng tử đó nó sẽ dẫn đến kết quả tốt. Như Phật tử đi chùa là phước, bố thí hay trì giới hay là tu thiền định được là nhờ cái hạt giống là niềm tin, nó sinh sôi nảy nở những cái thiện pháp khác.
Và nếu chúng ta nói hạt giống là nghiệp cũng được, là tại vì ở trong bài kinh đó thì rõ ràng là ở đây cái hành động thiện hay bất thiện của chúng sanh đã tạo thành nghiệp, và nghiệp đó đưa ra quả dị thục ở con người, con trời. Thì cái trường hợp này cũng giống như là những cái hạt giống đem gieo xuống đất thì nó sẽ sinh rễ và nó mọc lên thành một cái cây lúa hay là cây đậu, cây bắp, cây khoai gì đó. Thì cái hạt giống đó nó sẽ mọc trên đất với những cái cây tùy theo cái hạt giống như thế nào. Thì ở đây chính nghiệp đã tạo ra cái thức tái sanh để tái sanh về cái cảnh vui hay cảnh khổ, nó tùy. Cho nên chúng ta học bài kinh nào thì chúng ta lấy cái bài kinh đó, đây là một cái dị điểm, tức là cái điểm khác biệt giữa cái tạng kinh và cái tạng thắng pháp. Trong cái tạng thắng pháp thì khi mà nói đến từ ngữ này thì cái từ ngữ này là xài trong trường hợp nào mà đề cập đến cái vấn đề đó, đó ở trong cái bộ pháp tụ hay là cái bộ phân tích vân vân, thì những cái từ ngữ xài có cái sự thống nhất với nhau. Còn vô trong kinh tạng thì tùy theo tùy theo ngữ cảnh và tùy theo đối tượng mà nó phát sinh. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trước khi trong khi chờ đợi và Thượng Giác Đẳng đặt cái câu hỏi. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thú, kính trình Hòa Thượng Tề Sư với cô trả lời vừa rồi. Bất Hòa Thượng không biết là đây cũng là một câu hỏi mang tới các cá nhân đó. Tại sao hồi nhỏ khi mà mình vào chùa tu đó, mình đọc những câu chuyện mà có tới cách thí dụ hay là giai thoại thì mình rất là thích. Mình nghe, mình đọc, mình nhớ hoài. Bây giờ đó, thời bây giờ thì tại sao nhiều học tăng, những người mới tu đó, họ lại thích tiểu thuyết, thích phim ảnh, thích này thế kia hơn là những câu chuyện xưa. Và đôi khi họ đọc những câu chuyện xưa như là họ đọc những câu chuyện này á, có lẽ họ không có cảm nhận là thích thú giống như hồi nhỏ chúng ta vào chùa chúng ta học. Thì Hòa Thượng Tư Sĩ có thể có cái cảm nhận là lý do tại sao những bài kinh như vậy nó không hấp dẫn đối với những người bây giờ, những người trẻ bây giờ nhiều, mà họ lại bị cuốn hút vào những câu chuyện khác nhiều hơn. Xin thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ trở lại chia sẻ thêm một cái cảm nghĩ của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy nhé. Kính vị Hòa Thượng Giác Đẳng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Điều này theo chúng tôi nghĩ là nó tùy theo cái thế hệ, nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái thời kỳ. Ở cái thế hệ của chúng tôi và Thượng Giác Đẳng đó, thì cái lớp đi trước nó có một cái tư tưởng, nó có cái tư tưởng là nó thiên về những cái gì thuộc cổ xưa, nhưng rồi sau cái thế hệ, chắc có lẽ là thế hệ của chúng ta là cái thế hệ đó, để bước vào cái thế hệ trong cái thời đại văn minh tiên tiến, tân tiến, các vị những trẻ bây giờ đó, thì các vị lại có một cái chiều hướng
là thích cái miếng, không thích cái mà họ gọi là lạc hậu, họ thích cái mới. Cho nên khi mà thuyết pháp hay dẫn chứng về phim ảnh vân vân, hoặc là những cái sự kiện xảy ra trong thế giới ngày nay, họ thích dẫn chứng cái đó. Chứ còn những cái mà thuộc về cái thời cổ thì họ không thích. Một cái điểm thứ hai nữa là do cái môi trường, hồi cái thế hệ của chúng ta đó, thì lúc đó ở trong đất nước Việt Nam đó, sau cái thời kỳ chiến tranh, thì lúc đó chúng ta còn nghèo nàn lạc hậu. Và cái văn minh về vật chất, khoa học kỹ thuật nó không có phát triển ở cái môi trường đó. Khi mà chúng ta đi vào chùa, chúng ta muốn làm giàu cái kiến thức Phật học đó, thì bây giờ chúng ta phải dựa trên kinh điển. Cho nên những cái câu chuyện được kể lại, hoặc những câu chuyện mà xảy ra vào thời Đức Phật, cái điều đó sẽ làm cho chúng ta hứng thú để chúng ta học pháp. Còn ngày nay về vật chất ấy, thì nó có nhiều, phát triển nhiều, và cái lớp người trẻ sau này họ có cái khuynh hướng chạy theo cái thời đại, cho nên họ không thích những cái gì thuộc về kinh điển cổ xưa, thì cái đó là lẽ đương nhiên rồi. Cái điều thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ nó còn có cái duyên là ví dụ những vị nào ở trong thời quá khứ mà đã có từng xuất gia tu tập, đã từng học pháp như vậy như vậy, được quân tập ở trong cái trình thức trở thành cái thường thượng y duyên Pakatopanissaya Pachaya. Cho nên khi mà đọc vào trong kinh điển, gặp những cái sự kiện đặc biệt, hay là trong cái lời thuyết pháp Đức Phật mà có những cái Phật ngôn, có những cái thí dụ mà Đức Phật Ngài đã đưa ra cái thí dụ đó, thì làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dường như là chúng ta đã được nghe và biết trong thời quá khứ rồi, khi cho đến hiện tại này nó trở thành thường tự nhiên. Cho nên cái điều thứ ba chúng tôi muốn nói ở đây là do cái duyên, duyên lành ở quá khứ, có cái căn duyên, cái khuynh hướng đó, thì khi được giác muốn trong hiện tại thì chúng ta dễ xâm nhập lắm, dễ thâm nhập lắm. Chúng ta dễ thâm nhập về cái pháp đó là do ở trong thời quá khứ chúng ta đã từng nghe, đã từng học hiểu. Nó đơn giản vậy thôi. Cũng giống như trường hợp có ba nhóm tỳ kheo đi về thành Sakyamuni để ý kiến và đảnh lễ Đức Đức Đạo Sư là Đức Phật. Thì Đức Thế Tôn sau khi tiếp đón họ rồi đó, thì Ngài
thuyết pháp sắc tấn khích lệ cho họ bằng một cái pháp thoại mà ngài quán xét ở trong quá khứ. Cái nhóm tỳ kheo này đã từng xuất gia trong thời Đức Phật Kassapa và đã từng hành thiền quán với cái đề mục gọi là tuyền quán vô tường. Cho nên Đức Phật ngài thuyết cái câu pháp cú sape sankhara anicchati và đa panya và bassati vân vân. Khi nào với trí tuệ quán thấy chư hành là vô thường, thời sẽ yểm đi cái sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Bài kệ vừa chấm dứt thì 500 vị tỳ kheo này đắc A-la-hán. Đó là do cái thường cận y duyên, là từ tu tập để pháp vô thường. Rồi có nhóm tỳ kheo khác đến đảnh lễ Đức Phật. Sau đó Đức Phật ngài biết các vị này vào thời Đức Phật Kassapa xa xưa, các vị này đã thuần thục trong cái việc mà hành tuệ quán bình sáng, cho nên người nhắc lại cái câu sape sankhara anicchati yada panyaya passati, các pháp vô vi là khổ, khi nào với trí tuệ quán thấy như vậy sẽ yểm ly sự khổ, đó là con đường đưa thanh tịnh. Các vị nghe xong bài kệ các vị chứng A-la-hán. Sau cùng, đối với các vị tỳ kheo mà ở phía trước, các vị tỳ kheo mà trong kiếp trước thời Đức Phật Kassapa và các vị đã từng tu tập cái pháp vô ngã, bây giờ Đức Phật ngài thuyết lại cái một cái bài kệ đó về cái lý vô ngã sape thamma natati và đa panya vipassati. Khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp nó vô ngã sẽ yểm ly sự khổ, đó là con đường thanh tịnh, là đường đưa đến niết bàn. Esamakuisuthiya thì các vị cũng chứng A-la-hán. Cho nên cái vấn đề thứ ba, cái lý do, cái điều kiện thứ ba chúng tôi nghĩ rằng là do tùy theo cái tâm duyên trong quá khứ. Ở trong quá khứ nếu mình là từng xuất gia và từng học pháp bây giờ chỉ cần xem lại cái đoạn kinh đó mà với cái hậu trung phong một mạc chân chất với những cái thí dụ dễ hiểu, tự nhiên là mình thu nạp được. Còn những vị mà họ không có cái tường tận cái duyên quá khứ tu tập đó thưa quý vị, thì bây giờ họ không có thu nhập được. Khi mà họ xem kinh điển, họ thấy những cái bài kinh mà có tính cách thí dụ như thế này đó, thì nhiều khi họ chán đọc nữa. Cho nên ở đây nó ba, có ba cái sự kiện. Và chúng tôi phải biết rằng là nói là nguyên nhân để tác động hiện tại cái tâm lý của người mà ưa thích những chuyện Phật giáo hay những bài kinh có liên quan, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 về Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa thầy, thưa quý Phật tử, chúng tôi không có câu thảo luận cho Hòa Thượng Từ Sư, mà chúng tôi đã thỉnh Hòa Thượng để chia sẻ những cái cảm nghĩ có thể kết là cá nhân đó. Là bởi vì thứ nhất chúng tôi muốn nói lời sự biết ơn đối với sư trưởng hay là sư cậu của chúng tôi. Của cá nhân chúng tôi và Hòa Thượng Từ Sư đó, chúng tôi có cái may mắn là vào chùa đã gặp sư cậu, một người cậu, một người thầy, và là một người đã truyền đạt cái nguồn cảm hứng, truyền đạt cái nhiệt huyết để học Phật pháp. Và từ lúc mà Hòa Thượng Từ Sư và chúng tôi vào chùa đó, khi gặp sư cậu
đã mớm cho chúng tôi những cái nấm cơm đầu tiên của Phật Pháp đó. Chúng tôi biết là trong 50 năm qua đó, cả Hòa Thượng Thầy Sư và chúng tôi đó, thật ra rất khó để thể tưởng tượng rằng chúng tôi có thể sống mà không có Phật Pháp. Chúng tôi không dự nghĩ ra chuyện đó, là hầu như là mình sống hàng ngày có đi đâu về đâu, có thăng trầm, cuộc sống có ra sao, có vui buồn, có trôi nổi thế này kia, nhưng mà là Phật Pháp vẫn là chiếc phao, Phật Pháp vẫn là ánh sáng, và Phật Pháp vẫn là một cái nguồn khích lệ vô cùng. Chúng tôi nghĩ cái đó một phần là do một cái ảnh hưởng của sư cậu, một phần là cũng là sự may mắn mà theo Hòa Thượng Từ Siêu đó là có cái căn duyên đời quá khứ. Những bài học này, thưa quý vị, là chúng tôi nhớ hồi nhỏ vào chùa đó, tuy rằng rất mới thôi. Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi vào trong chùa chỉ thời gian ngắn đó, là sư cậu đã bắt học rồi, bắt lên trả bài lặp đi lặp lại rồi thuyết trình những bài đó ở giữa một đám đông chư tăng Phật tử vậy đó. Nhưng mà sau những lúc đó rất là hạnh phúc lạ lùng lắm. Cái hạnh phúc đó đã là một cái lực đẩy, đã là một cái việc nuôi dưỡng chúng tôi ở trong suốt nửa thế kỷ qua mà vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Thì thật sự là cá nhân Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi vẫn chưa có một cảm giác cảm thấy rằng mình không thích nữa, hay là mình không còn hứng thú nữa. Thật ra mỗi lần đọc những bài kinh thì chúng tôi vẫn trở về với cái cảm giác, và đó là những cái lời dạy của Đức Phật rất là gần gũi với cuộc sống, rất là thân quen, và điều đó truyền đạt cho chúng tôi một cái năng lực rất là nhiệm màu trong tâm tư của mình. Cái đó là một cái ân lành mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta, hay là các vị thầy tổ đi trước đã truyền lại. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng khi mà Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi vào trong chùa mà đọc những bài kinh như vậy đó, thì tự nhiên vui lắm, thưa quý vị, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, như là mình đọc được những điều và những cái điều mà rất là lợi lạc, rất thú, rất là bổ ích trong đời sống. Và bây giờ khi mà có dịp như Phật Pháp Buddha Dhamma này, có dịp để lật lại những dòng chữ này, thật ra thì thưa quý vị, sáng nay chúng tôi thức cũng không có sớm lắm, tại hôm qua cũng mệt, và bây hôm nay chúng tôi cũng mệt, nhưng mà khi đọc bài kinh chúng tôi thấy vui. Một bài kinh rất là xa xưa, nhớ là kỷ niệm là lúc chúng tôi mới vào chùa, sư cậu thì thuyết pháp rồi chép thì những bài pháp đó là in thành những tập sách, là Pháp Âm, Pháp tập 1, tập 2, tập 3. Và trong những bài pháp đó thì có bài pháp này mang cái tựa đề là Cách làm ruộng với Đức Phật, cả một cái khung trời kỷ niệm hiện về. Nhưng mà rồi khi mình hồi nhỏ mình học qua một cái lăng kính khác, một suy nghĩ khác, lớn lên bây giờ mình đọc qua cái nhìn của phản ứng, qua cái nhìn của thời đại, qua cái nhìn của sự tu tập nhìn khác. Nhưng mà những cái mới đó không có nghĩa là nó không có cái giá trị từ cái cũ. Cái giá trị cái cũ nó cùng hòa quyện với cái mới này, nó tạo cho chúng tôi có cái cảm giác rất là khó tả. Và khi mà nhìn lại những điều này thì Hòa Thượng Từ Siêu có đề cập đến câu chuyện của những ba nhóm tỳ kheo đã xuất gia, đã tu tập thời Đức Phật Kassapa, đã có được những cái vốn sống, những vốn liếng sống, và vốn liếng sống đó tích tập qua cái sự tu tập, rồi cho đến khi tới Đức Phật hiện tại là Đức Phật của chúng ta. Và những nhóm tỳ kheo đó, ba nhóm tỳ kheo đó lại được xuất gia là được nghe pháp, chỉ nghe một câu mà khai thị. Thì chúng ta mong rằng những gì mà chúng ta nghe mỗi ngày